đủ má mày nha, cho nó thì mày ăn nem phải không? Ăn nem lùn hai tỷ đó đi, quý yên tâm. Đi hết rồi về luôn nha. Ủa gì có ghé chạm không mày về luôn? Tắm biển tao được. Tắm biển. Đúng rồi, chửi quá trời luôn, chửi quá khắp luôn. Mày theo con Quý với con cầm mày ăn lồn nó đi. Léo mua nem cho mày. Đó mày cứ chọc nó bởi vì nó lên con là vậy á, do mày. Đúng mà anh cứ nguyện nó không mua nem chứ nãy giờ cứ đòi ghé mua nem chưa, ghé mua nem chưa. Nè cái quẹ gì nói chuyện nó đi. Lúc nào cũng vậy đó, lúc nào cũng quậy, lúc nào cũng quậy đó. Kè dập cái vợ chạy vợ lại nha. Ừ, gặp bà anh trận đi. Lúc nào cũng quậy đó. Đủ má mày, ta đang cua bầu cua con cha ly nha, con bún mày chết mẹ mày ngủ ai không mất tiền đó. Đủ má mày đi cho con cầm đi quý. Đủ má chồng gì mà chở canh tối ngày cứ nhậu được cỡ chằn đó là gà của em đi mà rồi. Nè nè nó chuyện này điện thoại ai đủ má ai ẩu rồi ẩu rồi điện thoại luôn ẩu rồi đó nha. Không phải chỗ này không. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, giờ cho má. Có mua không? Thấy chồng thấy đó, gì miệng nó mua là cũng xuống mua à. Má nó, con. Ôi chết nè, cứ gì hoài à, giờ xuống mua đồ cho chồng nha cả nhà. Đó giờ cái chạm dừng chân. Chạm dừng chân này là gần về tới Sài Gòn nha cả nhà. Ơ làm gì chứ? Trời ơi, trời ơi. Thôi đừng cho gỡ tay mất dạng á. Mua nem cho chồng ăn. Hỏi anh mua cho em hả? Gia cun. Gia cun. Có bán nem này chứ. Bà nói nem gì, cái này đâu phải nem bịch. Nem bịch kia đâu. Nem lai chung với nem gì vậy cưng. Ở đây là nem trung lương. Đây nem trung lương. Không có lai chung hả con? Không có lai chung hả? Ê. Trời ơi. Ơi kỳ nhiên chửi nha vô. Cô lấy có đi, cô lấy đâu gì chứ. Đi đâu vậy? Hả? Nem bị, nem đã dung. Đây nem đã dung nè. Chứt cái miệng chứt dữ quá dữ luôn, đi đâu? Anh bắt bả đây luôn anh. Cho ở đây luôn. Bắt luôn. Đây đâu quá. Thôi chứ đi toilet nữ nha cả nhà. Còn người đi toilet nam nói chung là cái trạm dừng chân đây rất là sạch sẽ nha cả nhà. Mọi người nhìn đi. Đó sạch cực kỳ sạch luôn. Đó đây là bên đây bồn rửa tay. Thôi chứ đi. Mua nem lại đi chứ. Đó đây bán nem nè. Quanh này có bắt wifi không anh? Không biết wifi luôn không? Có một cái không? Em bị với em la dùng. Nhưng chụp con. Làm giá 60. Không thử về 60 rồi. Đúng rồi. Trời ơi cái gì ở đây công ty đưa giá nào bán giá đó nhân viên mà. Lấy 10. Lấy 10 hộp đi. Lấy 10 hộp đi. Nem la dùng là nem nào? Có bây giờ mình ăn nem này hôm nay mày là cũng cá lại có 60 bịch á. Bây giờ mày mua hả? Nem màu trước kia con khác nó dọc đó. Giờ má chồng đang dẫn con dâu đi lựa nem nha.
Nó ăn kẹo nha, chứ mua kẹo nha cả nhà. Nghe giá cái hết hồn liền. Sáng giờ vô 3 triệu mấy rồi. Có bán sữa gì không? Mình tiết kiếm đi đó. Có bán sữa gì không? Gia Cun, Gia Cun có bán Gia Cun không? Có giúp ở đây có bán Gia Cun không? Không có rồi, chứ coi lát về nhà mua đi. Ờ chắc đi đâu? Ở bên này cũng bán nem vậy à. Mua bên kia thôi, sao chục bánh này cũng mỏi. Bên kia mới hỏi chơi mắt mới giờ qua đây cũng gặp nữa. Bây giờ lấy gì? Lấy lon Heliken làm luôn thì chất. Uống lại Heliken đi, xỉn xỉn là có dễ làm việc. Nó bán là bí ở cơ là. Bí ở cơ là gì? Number one hả? Uống có number one không em trai? Number one đây này chứ. Uống có uống nước ngọt hoài thiếu đường. Trời ơi. Nhưng trai. Ở đây. 30. 30 đi chứ. 30 có 20. Ồ, uống ghê không nè, là một lần một chai luôn rồi coi đi. Hiểu đường á. Trời ơi, tiếp uống nha cả nhà. Trời có nửa chai gì. Đó, không cần phải đếm tiền luôn. Ai đồ có khác ha. Đó, mặc quần là thấy quế tèo á. Ờ, gọi đi bé bé là cháu, chứ chuyện con đâu có mua đâu. Đâu có liên quan tới con đâu. Nếu mua nem cho mặt lòng ăn đâu. Sao vậy? Cho tiền ta. Ủa sao lúc mới mua nghe đi. Ờ mua hộp đại danh Tuấn Nguyễn đi. Nói chung về anh cho tiền lại. Nhiều khi anh nói gì thôi. Lấy hộp đi. Có nhiều khi về anh cho tiền lại á. Thiệt cái gì chứ. Mua cho anh hộp đi. Không. Thôi giờ mình đi qua bên kia mình hỏi anh em lại đi. Thì chứ nè nãy giờ mình qua bên kia có anh em nữa nè. Mình hỏi lại anh em coi bên kia nó có bớt không. Không. Sao nạt hoài chứ. Gì? Bánh cá bật. Có bánh tráng này mới thấy đâu rồi. Bánh tráng bên đây nè. Bánh tráng sữa bên kia. Bánh tráng sầu riêng loại nào. Cái là nó thầu riêng bốc. Cái gì chẳng cái nhạc nha. Nghêu. Giờ ông đang nghỉ chậm trên chân nè, chọc anh như vậy. Tại đây á hả? Bánh bía nhiêu hộp? Bía chậm. Bánh bía hả? 84 cái. Ủa sao bánh bía không có giấy này? Nó nè. Bía nào ngon có sầu riêng. Đưa anh cái màu xanh. Trời ơi sao dục gì chứ. Lấy trời ơi mua thì cái cầm đi kìa dục dục dưới. Thank you.
À, lấy cái không đường đi 75 ngàn. Tổng lại nhiêu rồi? 170 với 75, 200, 45. Trời ơi, gì dữ vậy? Thiếu 10 ngàn nữa. 10 ngàn. Cần xui. Phải xong đưa anh kỹ số đi. Thôi. Lỡ chúng rồi sao? Hỏi đâu đây? Ủa mua nem cho anh cứ Nguyễn thiệt luôn hả? Ủa sao kỳ vậy? Ờ ghét rồi, nãy sao nó cho mua dữ lắm mà giờ ghét. Đi ơi, cảm ơn. Quay đem qua cho nó. Gửi gì sưng mai chị Quyền đem qua giùm. Mà mấy bịch nem quên rồi. Nói mấy bịch nem. Con đâu biết đâu. Má chồng đi đâu mất tiêu rồi. Nem. Chị cười vừa. Ê nem. Nem. Đó. Là nhiêu? Lát nem qua anh kia mua bên đây tính tiền. Thì chứ mà nạt nạt đi, tao quýnh gì chứ con có can đâu nha, con nói trước nha, con có quen gì chứ đâu á. Má tiền tao cái ghê chi chú. Ê, tiền năm xị chú. Ôi, chiếc quỳ lâu chưa? Lâu rồi. Mấy cái năm xị đâu rồi? Hết rồi. Hết rồi, mua 3 triệu hết rồi. Đánh chết mẹ em muốn ăn uống à. Thôi, muốn cho tiền lẻ. Trời ơi, tiền lẻ không vậy? Mở cái bao gồng gồng ra. Thấy tiền. Trời ơi. Trời bán đồ của ta chinh dung cái này. Idol đó. Đã. Mua nem bên đây này chứ. Đó nem kìa. Hỏi nem nhiêu chục. Lấy lại dùng lại đi gì nữa. Lấy lại dùng không à. Trời ơi, có nem loại nào nữa không? Dạ không, một loại nem lại dùng. Đúng rồi, đúng rồi. Hết tiền rồi hả? Mua mấy hộp? Chú lấy không? Hết tiền rồi với chú. Giờ nãy giờ chiếc móc hoài móc không ra tiền luôn nha cả nhà. Trời nhiều rồi. Có 60 rồi, một hộp rồi đó. Mua mấy hộp? Hai trong quyền nữa. Hai hộp không? Rồi móc nãy giờ còn 5 xị đâu, không thấy hoài, móc hoài không thấy 5 xị trời, có chừng 3 nha. Có chừng 3 còn 5 xị nha. Trời ơi, số không vậy? Nè, móc ra số nữa, nghỉ móc, ôi, thì ra trời có... Trời ơi, vậy số không vậy? Bốn bịch vậy, bốn bịch. Bốn bịch. Mẹ ổng chết chưa, chết mà. Đó, tiền quá trời luôn rồi, 5 xị không. Trời ơi. Ý chó mộ rồi đó, giờ còn 3 là 1.8. Mày lấy lại 20. Không ra tiền đâu. Rớt tiền chứ mà. Rớt tiền nghề chất. Rồi lại nhiêu rồi. Tổng giờ có 20 nè. Một hộp 60, 240. Mua cho quyền nữa. Có 24 không mà nãy là nó một hộp rồi. Ờ. Nó rồi bây giờ là 3 hộp 180. Có là 20. Không trả giá luôn á mua. Đi. Đó. Ờ cần lộn tiền như chứ. Đi chứ. Mua đá đâu.
Trời ơi, mua đá nữa, mới uống nước ngọt còn mua đá nữa. Mới uống nước ngọt còn mua đá gì nữa. Ê, cái gì vậy? Xuống người cười chứ. Đâu đưa cài đây. Giờ còn làm gì vậy? Từ 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 xuống bực đây còn cái. Nhỏ giờ mày con làm gì? Đâu xe bên đây nè, xe đậu bên đây, đi hướng này. Quẹo phải, quẹo phải. Đâu rồi? Đi, đi lên đây nè chứ, lên thẳng đây nè, hướng đây nè. Trời ơi xe nó. Thôi dừng xe nha. Ờ đi thẳng đây đi. Kêu lưỡi dao lam ơi, lưỡi dao lam. Lưỡi dao lam ơi. Mời bà Trường. Vô trên đồ chứ phải. Bà ở đâu? Bà ở đâu? Đi lên nữa chứ. Nè xe trên đây này chứ không lên lấy gì lên. Có phải xe mình đâu, ủa xe mình nằm đâu rồi? 522, đọc coi 522. Ủa nãy xe mình thấy đậu đây mà giờ đâu mất tiêu rồi. Kệ kệ mấy chị đó, đó là chị Suka nè. Ơi chứ ngồi ngoài đây chơi đi. Có mấy anh chị đó ngồi trong đó kìa. Ê ê ê Lê Bá Trường. Chim ăn bốn ăn cắp đồ siêu thị. Lê Bá Trường. Trong người sao? Lê Bá Trường. Trong đồ siêu thị. Bảo vệ đâu rồi? Có chọn không thèm dòm người chứ. Ê, Lê Bá Trường, mày giận mặt tao nè. Chạy hóa luôn rồi. Ngồi đi chơi đi. Trời ơi, mua 4 hộp luôn đi Sơn. Mua chưa, à, cảm ơn chị. Em bé đó không? Cho miếng rồi. Miếng ơi. Lên xe, trên xe, để trên xe. Đâu đưa bịch đen sách cho, cầm cho. Đi lên từ từ nha, không có ai dẫn nha, kẻ nha. Tối giờ mới ghé chạm nhìn xuân xong cho chức mua đồ trên Tấn Nguyễn. Với mua đồ về cho con. Mua xong rồi bắt đầu lên xe chuẩn bị về lại Sài Gòn nha. Đây là cao tốc Trung Lương nha, đây là sát Sài Gòn luôn nha cả nhà.